Ngày 24 tháng 9 năm 2021, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản hỏa tốc gửi dự án tiêm chủng mở rộng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc xây dựng hướng dẫn tiêm chủng các loại vaccine phòng COVID-19. Theo Bộ Y tế, hiện nay đã có thêm một số vaccine COVID-19 được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng khẩn cấp để chủ động sẵn sàng triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cục Y tế Dự phòng đề nghị dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẩn trương xây dựng các hướng dẫn sử dụng các loại vaccine phòng COVID-19 mới ngay sau khi được Bộ Y tế phê duyệt, gồm có vaccine HayatVax, vaccine Abdala. Đồng thời, cập nhật hướng dẫn đối với các loại vaccine đã và đang được sử dụng nếu có là AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Moderna, Verocell và Johnson & Johnson. Bộ Y tế đề nghị dự án tiêm chủng mở rộng phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur khu vực, lập kế hoạch và khẩn trương tổ chức tập huấn, đào tạo hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các tỉnh, thành phố trên toàn quốc trước ngày 5 tháng 10. Trước đó, vaccine HayatVax được Bộ Y tế phê duyệt cấp phép trong tình trạng khẩn cấp ngày 10 tháng 9. Vaccine HayatVax do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Viện Sinh phẩm Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Biotech Quốc gia Trung Quốc CNBG, Trung Quốc sản xuất bán thành phẩm. Vaccine này được đóng gói sơ cấp, thứ cấp và xuất xưởng tại Junfa, Gulf Pharmaceutical Industry, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vaccine Abdala được Bộ Y tế phê duyệt cấp phép trong tình trạng khẩn cấp ngày 17 tháng 9. Vaccine Abdala sản xuất thành phẩm tại công ty IECA Laboratories Base Business Unit, IECA, Cuba và được xuất bán thành phẩm đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba. Ngày 20 tháng 9, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 109 về việc mua 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba sản xuất. Đến nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận khoảng 53 triệu liều vaccine và đã phân bổ 47 đợt. Trong đó, ngày 19 tháng 9 là đợt phân bổ nhiều nhất với 8 triệu liều vaccine trong một đợt. Đến ngày 23 tháng 9, khoảng 50,2 triệu liều vaccine được phân bổ cho các địa phương. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.